Mày dẫn chị đi tham quan. Thầy đi tham quan thư viện. Này, đây có cái đâu rơi. Không nghĩ người ta phát cái gì trong này đâu. Ừ, được 20 đồng trong đó chị. Thank you. Hot chocolate please. 20 đồng trong đó. Ê, khoảng thế nào cũng. À, chị biết mà. Ngồi tạm ở đâu đấy. Cái kiểu bánh mì con nước. Kiểu bánh mì bơ tỏi. Ở bên này có rất là nhiều loại cheese. Thế mình muốn thử. Vừa không muốn béo nhưng lại cũng rất muốn thử cheese. Vì cheese như thế rất rẻ mọi người ạ. Mà nó lại có rất là nhiều loại ngon. Nhưng mà làm ở Hà Nội khó tìm ấy. Thì bên này bán rất là nhiều và mình chỉ có một tiếng này để chua thôi. Phải nhanh lên. Là bát cơm cá hồi. Thảo luận cứ kiểu kiểu. Hôm nay cả nhà ăn cơm bí bí non xào với thịt bò. Ngon thế. Hôm nay cô dọn nhà đến hả mẹ? Đây. Đây. Người ăn tịch bột nhây nhoáy rồi nhỉ. Ở nhà này chè ảo chè ảo. Nói tịch bột rú lên. Sao nên ăn bánh mì xương nhiều. Trời ơi, không ăn thì chết. Tịch bột như thế không mà chết. Chiều nay mình có một bài phải đọc trước. Nhưng mà mình quên mất. Nên mình sẽ không đọc. Hôm nay mình có một lớp nữa lúc 3 giờ, hay hơn mình có 2 lớp. Ra về nhà nghỉ ngơi ăn uống xong. Bây giờ đi tiếp. Trời xanh không. Yeah,
hôm nay em sẽ quay vlog, em rất là nhiều hoạt động. Có gì đâu? Tụi mình đang đi chơi á. Trong giờ học nhưng mà thầy đó mình đi chơi á. Vậy thầy bảo bọn mình đi siêu thị mua đồ ăn ở đây. Đúng rồi, đi siêu thị. Thầy nói là mình sẽ bắt một cái thằng khoai đi ở trong lớp. Để đi về nhà lấy nước đậu. Thì mình sẽ ăn không khóc ở trong lớp. Ôi em nói thầy ghét. Từ về nhà thì đang là tự học đấy. Sao sao em lại miss cái keyword đấy nhỉ? Pizza. Chị nghe lúc đó. Quá. Bạn biết mình chuẩn bị đâu không? Đâu biết luôn. Là các bạn nghĩ là tụi mình sẽ đi Lidl, sẽ đi Tesco cái gì, quán tầm thường rồi. Tụi mình đi đâu? Ém xong rồi. Được rồi, đánh ngay tăng tăng tăng. Hey, you guys, you know. Ủa? Cái Halloween mắc nhờ? Lấy không? Một đồng dưới, 9 đồng rưỡi. Hỏi ý kiến là mọi người mình có nên mua này không? Nếu có mọi người hãy comment ở dưới nhé. Chưa mấy mọi người đã biết đáp án rồi đấy. Hay cho mỗi người phải? Cái gì vậy? Cái mũ hả? Napkin. Cái... Ô, cái này là để phết bí ngô đấy. Ôi trời ơi. Không tin. Nhờ cái bí ngô này ăn được đúng không? Dạ. It's past the too small. Ờ, cái sợ dở. Sớm nhở. Hình như ở đây là đắt. Sữa gì đấy ở đâu đấy? Sữa. Em thì biết sữa gì nhỉ? Hỏi hỏi cái gì đấy đi. Thông cống đi ngại. Unblock the drain. Cái không có gì mà mua sao. Bình thường người ta vẫn hay để quầy bánh ở ngay bên ngoài, nhưng mà quầy bánh ở đây chẳng có mùi gì hết. Không phải tôi bị điếc mũi đâu, thực sự nó không có mùi gì hết. À, bánh hết rồi. Ê, bánh hết rồi nên là không có mùi gì. Trông họ xếp rất là đẹp. Where to go? Yeah. Oh, let me try. One. Cái này đi xin kẹo. Ồ, cái này. Mà đã trong nhà cậu 7 giờ tối. Nếu nữa hôm nào về chắc tớ mua đi ăn gần với tớ. Đoạn chỗ nhà mày ghê. Đấy nên là em tối muốn chơi. Còn 5 giờ. Trời ơi.